Xin chào tất cả quý vị khán giả nha. Chào mừng quý vị đến với kênh của mình là Leo. Hôm nay Leo sẽ hướng dẫn quý vị một bài nhảy điệu cumbia theo phong cách lai đan cực hay, có tên là Si Tu Mi Dance. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng vào bài. Mời các bạn hãy click vào phần đăng ký và rung chuông để tiếp tục nhận được các video hướng dẫn của kênh. Thì trong bài này chúng ta sẽ nhảy theo phong cách lai đan nhưng chỉ đi theo một hướng, và chúng ta sẽ có tổng cộng là 8 câu nhạc 8, nhịp đếm là 64 bước. Và bây giờ Leo sẽ đi trước tất cả các động tác để cho quý vị tiện theo dõi nha. 5, 6, 7, vào. 1, 2, 3 và 4. 5, 6, 7 và 8. 2, 2, 3 và 4. 5, 6, 7 và 8. 2, 2, 3 và 4. 5, 6, 7 và 8. 4, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lần 2. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. 4, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kết thúc. Và bây giờ xin mời quý vị vào phần hướng dẫn chi tiết. Như phần nhảy mẫu thì chúng ta trong bài này chúng ta sẽ có 8 câu nhạc 8 và đi theo một hướng thôi, được chưa? Chúng ta sẽ đến với câu 8 đầu tiên. Câu 8 đầu tiên này thì chúng ta sẽ có bước cha cha, được chưa? Bước cha cha ở đây là chúng ta sẽ có bước cha cha lật 180 độ. Thì các bạn sẽ đi chân phải lên trước, dậm là 1, dậm lên trái 2, và chúng ta thu chân phải về, đồng thời lật người, lật mặt về phía đằng sau theo hướng bên phải, được chưa? Và vừa dậm cha cha vừa xoay, được chưa? Cha and cha, được không ạ? Ok, thì như sau này, chân phải đếm 1, 2, cha and cha, được chưa? Và tiếp theo, chân trái ở đây chúng ta cũng làm tương tự như vậy, lại đưa về sau tiếp tục, chưa? 1, 2 và cha and cha, thì mặt chúng ta lại xoay về đây, lại quay trở lại lên phía trước các bạn nhé. Ok, mình sẽ đếm theo nhịp 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 này. 2, 3 này, 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Ok, rồi. Bây giờ thì ta sẽ kết hợp thêm phần tay này, được chưa? Tay thì khi mà các bạn dậm chân phải xuống 1 ý, thì cái tay phải này chúng ta đưa từ trên xuống dưới, và chúng ta hạ từ trên xuống dưới, chúng ta lướt, và chúng ta thu tay vào chân bên cạnh hông của mình như này, được chưa? Đấy, được chưa? Và tay trái về phía đằng sau cũng làm tương tự như vậy nhá. Rồi, nào, 2, 3 này, 1, 2, 3 và 4, được chưa? Tiếp theo, 5, 6, được chưa? 7 và 8, các bạn thu chân về thì chúng ta sẽ vỗ tay này, 7 và 8, được chưa? Đấy, thì có nghĩa là khi mà các bạn đi rồi thì khi mà đi về rồi thì cái nhịp 7 và 8, cái nhịp 7 và 8 cuối cùng là chúng ta sẽ có một cái là vỗ tay nhá, các bạn nhớ chú ý nhá. Ok, mình làm lại này. 2, 3 này, 1, 2, 3 và 4, không có đúng không? 5, 6 vỗ tay, 7 và 8, tiếp tục 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, được chưa? Ok, thế là hai câu 8 đầu tiên ý, thì chúng ta sẽ làm động tác giống hệt nhau các bạn nhé. Ok, rồi. Tiếp theo đến câu 8 thứ 3 này. Đến câu 8 thứ 3 thì đến đây chúng ta sẽ bước chân phải lên phía trước, được chưa? Đồng thời xoay trục cơ thể sang, xoay cái trục cơ thể của chúng ta xoay sang phía bên trái này, sẽ đếm là 1, được chưa? Tiếp tục chập vào 2, được chưa? Và chúng ta sẽ có bước cha and cha, được chưa? Chưa? Cha and cha, ở đây là bước 3 và 4, đúng không ạ? Ok, đây nhá. Câu 8 thứ 3 này, được chưa? Đang đứng thẳng như này đúng không ạ?
chân phải của chúng ta bước lên này, được chưa? 1, xoay trục cơ thể sang đây, được chưa? Tiếp theo trụ chân trái vào. 2, và bây giờ chúng ta sẽ có bước liền là 3 và 4 này. 3 và 4, được chưa? Ok, tiếp theo. Bây giờ mặt đang ở hàng này, hướng phía bên tay trái này đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ lật cơ thể sang phía ngược lại 180 độ, nó sẽ tiếp tục là, được chưa? 5, chậm vào chân vào. 6, và chúng ta đưa chân đi. 7 và 8. Các bạn hình dung không ạ? Ok, rồi. Nha. Rồi, câu thứ 3 này. 2, 3 này. 1, 2, 3 và 4 lật này. 5, 6, 7 và 8. Các bạn chú ý nhá, lại 7 và 8 chúng ta lại vỗ tay tiếp nhá. Ok, cứ 7 và 8 là vỗ tay. Được chưa? Rồi, một lần nữa này. Ok. 2, 3 này. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Được chưa? Đến đây thì trụ ở chân trái, chân phải chúng ta đang mũi chân nữa để bước chân phải tiếp. Giờ chúng ta lại đi về, được không? Thì lại đến tiếp tục chân phải đến câu 8 thứ 4 này, được chưa? Chân phải đi về này thì tiếp tục đếm 1, 2, được chưa? Tiếp tục 3 và 4, được chưa? Đến đây thì chúng ta người sẽ có xu hướng là chúng ta sẽ xoay, được chưa? Lật người, nhưng mà chúng ta lật không phải lật lên phía trước mà chúng ta lật người sang phía sau này, các bạn chú ý nhé, không là sẽ bị nhầm bên. Lúc đi lên là chúng ta sẽ hướng khác mà đi về đi hướng khác, đúng không? Thì bây giờ chúng ta lại trả cái chân trái này về này, lại tiếp tục 5, 6, được chưa ạ? Và 7 và 8 thì chúng ta đi về 7 và 8, được không ạ? Đấy, ok. Thì các bạn kết hợp hai bước vừa xong vào sẽ thành là 2, 3 này, 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Được chưa ạ? Ok. Rồi. 4 bước đầu tiên này. 4 câu 8 đầu tiên này. 2, 3, 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 4, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Ok, yeah. Rồi, xong một nửa bài, được chưa? Tiếp theo, 4 câu 8 tiếp theo này. Đến đây, được chưa? Chúng ta sẽ mặt, chúng ta chụp cơ thể, chúng ta lại xoay ra phía bên trái hướng 9 giờ ở đây, được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ có bước là bước cumbia, được chưa? Đấy, đây là bài nhảy theo phong cách cumbia lai đan, được chưa? Thì chân trái làm trụ này, chân phải chúng ta lên về trước đếm này, đưa lên 1, đưa về, được chưa? Ở đây nhá, 1 này, được chưa? Cái chân trái này hơi nhấc lên, and, được chưa? Về 2, and, hơi nhấc lên 3, and, trả về 4, được chưa? Khi các bạn đi nhanh hiểu như cái chân này nó không chuyển động mấy, được chưa? Thì sẽ đếm rằng 1, 2, 3, 4, được chưa? 5, đến đây, được chưa? 6 thì các bạn nhấc hẳn cái chân này lên cho mình. 6, được chưa? Nhấc cái chân này cao lên, 6. Và chúng ta thu chân phải về và chúng ta mặt xoay về hướng 12 giờ, rậm cha cha. 7 và 8, cha and cha, được không ạ? Ok, đây nhá. 2, 3 này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Có nghĩa là cha and cha đấy. Và chúng ta 7 và 8 các bạn nhớ rằng vỗ tay nhá. Ok. Tiếp theo, sang hướng bên này, được chưa? Chúng ta sẽ làm bằng chân trái, được chưa? Tương tự y như cái phía chân chân phải, được chưa? Lại tiếp tục chân trái đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, được chưa? Và thu chân trái về rậm cha cha 7 và 8. Ok. Đấy. Rồi. Rồi, kết hợp cả hai bên chân lại với nhau này. 2, 3 này. 1, 2. Ok. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cha and cha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Ok. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với câu 8 thứ 7 này, được chưa? Câu 8 thứ 7 thì bây giờ chúng ta sẽ có là bước cha cha. Chúng ta sẽ bước cha cha và chúng ta vắt chân sang hai bên và đi nháy cha cha nhé. Thì chân phải này, các bạn bước chân phải lên nháy này. 1 và 2, 3 và 4, tiếp tục chân phải 5 và 6, 7 và 8, được chưa? Câu này cái này dễ đúng không? Rất dễ. Và mình nói câu 8 thứ 8 luôn này.
Câu 8 thứ 8 thì đến đây, được chưa? Trụ chân trái này, chân phải mũi chân này, được chưa? Chúng ta sẽ đưa cái chân phải này sang phía bên trái đây, được chưa? Nó giống như cái bước Kumbaya cơ bản mà sau các bạn vừa đi ấy, được chưa? Nó bước gọi là bước rocking chair, được chưa? Chân phải bước sang này, 1 2 được chưa? Thu về tiếp tục. 3 4 đúng không ạ? Tiếp tục. 5 6 và tiếp tục. 7 8 đến đây là kết thúc, được chưa? Thì khi mà cái chân bạn đưa chân này ấy, thì cái này nó giống như cái trụ con ba á. Các bạn đưa đi thì nó sẽ tự xoay, đưa đi nó xoay này, đưa đi nó xoay này, đưa đi nó xoay, được chưa? Đấy nhá. Thì cái chân phải là cái chân đưa và cái chân trái là cái chân trụ để nó xoay, được chưa? Để chúng ta đi bốn hướng, các bạn cứ nhớ rằng là hướng thứ nhất, hướng thứ hai, hướng thứ ba, hướng thứ tư, các bạn đi đủ bốn hướng sẽ về là hết, được không ạ? Ok. Rồi bây giờ mình sẽ lắp tất cả các động tác vừa xong lại này. Nào, 2, 3, 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, vỗ tay, 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, vỗ tay, 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, vỗ tay, 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, vỗ tay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, đến đây là chúng ta kết thúc. Đấy. Và các bạn lại lặp lại, đi cho đến khi hết nhạc thì thôi. Ok. Vậy là mình vừa hướng dẫn các bạn xong bài. Chúc các bạn có một buổi tập thành công và có thật nhiều năng lượng. Và đừng quên subscribe và cho mình một like nha. Và nếu các bạn có điều gì góp ý cho mình thì hãy comment ở phía dưới cho mình để mình có thể làm những video tiếp theo tốt hơn nha. Chân thành cảm ơn tất cả các bạn.